Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đang thêm một ít ươi để bán cho anh em, mà các bạn nào mà có nhu cầu á thì liên hệ mình nha. Đây, ươi đây là toàn bộ eBay hết nha, chứ không phải là ươi mà người ta chặt cây để hái nha anh em. Này, ươi này nó chín xong nó khô, nó tự rụng luôn. Thì còn rất là ít, số lượng mình còn ở trên 10 kg thôi, không có nhiều. Đó. Hôm nay anh em gọi rất là nhiều, từ clip mình đang cũng lâu rồi. Bữa nay nó còn số lượng rất là ít. Ươi này là để dành ăn anh em chứ không phải bán đâu nha. Nhưng mà rất nhiều cô chú anh chị gọi và yêu cầu á thì mình cũng bán luôn cho nó hết luôn. Để dành lại ít để ăn thôi. Ươi này nhà ăn nên là nó nở, là bao anh em nở rất là đều nha. Đây là ươi xé này. Anh em thấy hạt ươi xé không? Nó nhỏ hơn nha. Còn đây hạt ươi trâu nha. Ươi trâu thì nó to hơn. Đó, anh em thích lấy ươi nào thì cứ alo cho mình ha. Ươi trâu thì còn ít lắm. Ươi xé thì còn tầm 5-6 kg, 7 kg gì đó thôi, không có nhiều. Thì cái ươi xé này thì mình báo giá luôn nha anh em. Ươi xé này thì 330.000 ký, 330.000 một ký là đúng eBay nha. Còn bữa trước nó đúng cái mùa nó rẻ hơn, nhưng mà nay này nó hàng rất là hiếm, mình cũng không còn đâu. Người ta bán thị trường thì cũng cao hơn rồi, là 330 mình để anh em một ký thôi. Còn ươi trâu thì mắc hơn 20.000, 350 nha. Anh em nào mà cần cái ươi nào thì alo cho mình, số điện thoại đặt hàng thì 0355 356 356 nha. Đó, còn số lượng như này. Thì xong qua sau cái clip này thì mình quay cái ươi mình đã ngâm cho anh em xem nha. Rồi, thằng ấy chào anh em nha. Anh em nào cần cái ươi nào thì alo cho mình, còn số lượng rất là ít. Đây nha cả nhà, đây là ươi trâu này. Ươi trâu thấy không? Hột nó đây là hai hột này. Đó, cái thô nó to bằng cái bàn găng tay mình luôn nha, mà hai hột mà thấy không? Nếu mà một ngày cho tầm 5 hột là kín luôn. Còn đây ươi xế. Ươi xế thì 4 hộp này. Nói chung là nửa đều hết nha. Ươi xế thì anh em ăn ngon hơn. Nó có nó không có rìa rìa ra, nhưng mà nó ít hơn. Ươi trâu thì ăn cũng ok. Nó dính. Nói chung là nó xưa nó thêm một tí, nhưng mà nó nhiều hơn nha. Đây ươi xế này. Anh em thích cái nào thì lấy cái nói ha. Còn đây, đây là mình pha ra một cái tay tầm một lạng nha. Cái thố này rất là to nha, khoảng 30 phân. Nếu mà cái đường kính đó này. Đó. Mà cái đây ươi hột nào hột ấy nó đều nha, rất là to. Đó. Cái này tầm một lạng, một lạng rất là nhiều nha. Ui, nó là kín đi tô luôn. Nhà mình thấy anh nha. Đó. Anh em ngâm nó thì nó như thế này ha. Đó, về ngâm này xong rồi anh em thêm đường đá, nếu anh em nào có trà sữa thêm trà sữa nó ăn rất là ngon nha. Mùi anh rất là êm. Cái này